Rồi chào anh em nha, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một sản phẩm đồ chơi xe máy đến từ thương hiệu Sun Racing. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là cái lồng cháy lớn phục vụ cho anh em đang chơi cái dòng xe là Future 105 nha anh em. Future LED 105 MFX rồi đó. Thì cái dòng này là nói chung là đang rất là hot trên thị trường. Tại vì cái hệ máy mà Future 105 là mình gọi là đang trên đà phát triển theo giống như trang là bên Thái thì cái hệ máy mà Future LED 105 này người ta làm rất là mạnh. Thì bây giờ Việt Nam mình nó cũng đang nhen nhóm mà chơi qua cái hệ máy 105 này nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là full bộ nòng trái 57 và trái 60 đến từ thương hiệu Sun Racing. Full một bộ như thế này thì mình bán có giá là 650.000 một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn ha. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332. Rồi mình giờ sẽ đi vào chi tiết cái sản phẩm mà nãy giờ mình đang nói cho anh em nghe. Rồi trước màn hình anh em đang nhìn thấy đó là full hai bộ nòng trái 57 và trái 60 dành cho dòng máy là Future 105 nha anh em. Cái dòng máy Future 105 là cái dòng mà Future 105 á, nó khác Future Neo nha. Cái vị trí bù râu bù điếc là giống Future Neo tất cả, nhưng mà cái lồng này á, thằng Future 105 thì nó sẽ là xài bánh xe lồng nè. Nó xài bánh xe lồng nha anh em. Đó, xài bánh xe lồng. Không có xài thằng lằn lăng cam. Và cái lồng của thằng Future LED này á, là nó sẽ ngắn hơn cái lồng Future Neo. Nói chung là cái lồng này anh em đưa vô Future Neo vẫn được, bình thường không vấn đề hết. Nhưng mà mình bán thì mình phải nói cho đúng là cái sản phẩm đó là củi lung dòng xe gì. Thì trên thị trường á, ở bên thị trường thì hiện tại là ở Việt Nam mình đang nhen nhóm là cũng như là cái phong trào mà chơi qua cái dòng 105 này cũng đang rất là mạnh. Thì mình có nhập đồ về để phục vụ cho anh em. Thì hôm nay mình về full bộ lồng trái 57 và full bộ lồng trái 60 nha anh em. Thì cái này thì mình bán full bộ như vậy á, là đồng giá là 650 một bộ và miễn phí cho hàng toàn quốc cho anh em luôn ha. Lồng chính hãng Sun Racing nha anh em. Rồi đầu tiên mình sẽ quay cho anh em cảnh trước về cái bộ nòng trái 57 nha. Cái hệ trái 57 này bên hiện tại bên Thái á, 57 Vinvin bên Thái là bên Thái những cái lò Thái á, là người ta làm chạy rất là mạnh nha anh em, cực kỳ mạnh luôn. Lồng này làm từ những cái xưởng lớn ở bên Đài Loan, chất liệu là nhìn y chang như lồng zin luôn nha anh em. Anh em mà cầm ở ngoài là cái chất lượng màu sắc là đường nén là y chang zin luôn, nó giả zin luôn nè. Cái mã KIZ 125 là giống y chang như zin. Anh em nhìn đâu biết trong là nó lồng đóng lồng gì đâu ha. Còn riêng cái lồng này là lồng đúc chứ không phải lồng đóng nha anh em. Phun bộ trái 57 nha. Cái form mà trái 57 này ở bên Thái là người ta là đi trái đầu bằng, không có cao nha anh em. Có nhiều anh em á là thích là trái đầu cao. Anh em đừng có nghĩ trái đầu cao là sẽ mạnh hay là trái đầu lõm nó chạy sẽ chạy yếu. Nó còn phụ thuộc vào cái chảo đầu nha anh em. Giả dụ anh em đi cái trái mà đã cao thiệt là cao 5 ly thì nhất đó anh em phải phá cái chảo ra bự chà bá luôn. Thì nó vậy. Còn dù anh em đi tỷ số nén cũng là tỷ số nén 12 nhưng mà có thể chảo nhỏ với tông lợm, ok, chẳng mạnh bình thường. Nên có nhiều người đừng có nghĩ là trái đầu cao sẽ mạnh và trái đầu lõm này sẽ chạy yếu. Sai hoàn toàn nha anh em. Nó không có đúng logic. Ở đây logic là xe chạy mạnh hay yếu nó còn tùy thuộc vào tỷ số nén chuẩn, ok. Rồi cây cam, rồi mình vô xăng lửa ok này kia. Nói chung một cái xe chạy đạt nó liên quan rất là nhiều cái. Đây, bê tông này nó làm kiểu mà dạng giảm trọng lượng nè anh em thấy không. Đó, nó làm giảm trọng lượng, nó móc những cái lỗ ở hai bên ắc rồi để cho chi, để nó nuôi nhớt nè, nhớt nó đưa nhớt ra ngay chỗ hai mấy hông để nuôi lồng chống lúp. Đồ cũng xịn sò nha anh em. Ron chân lồng, ron bi lát nha. Cái này là mình chỉ bán cái lồng ha, còn cái phần còn lại dù anh em về muốn đi vinh đôn vinh vin hay vinh gì đó là tùy anh em. Nó sẽ liên quan tới việc là cái chảo đầu. Anh em đi 2 van hay 4 van hay này kia, chắc đó anh em phải tự xử lý cái chảo đầu để phù hợp. Có nhiều anh em chẳng là đi trái 60, đi vinh vin vẫn được, trái 60 vinh đôn, nhưng mà cái chảo đầu trái 60 vinh vin và trái mưa chảo đầu 60 vinh đôn nó sẽ khác nhau, nó không có giống nhau nha anh em. Nó là vậy. Ở đây là cái bộ trái 60 nha. Đó, bê tông nó làm cái form này là dạng kiểu form giảm trọng lượng. Đó, bê tông này làm rất là mỏng nha anh em. Bê tông càng mỏng càng nhẹ cho xe chạy càng phát nha. Bê tông mà mình dày quá chạy nó không ngon nha anh em. Bê tông mà mỏng á, mỏng như thế này nè, độ giãn nở nó xít và nó giảm trọng lượng.
cái trọng lượng mà dạng lên xuống như nè, nó sẽ giảm, xe mình nó phát hơn. Bạc nhắn là bạc rít luôn đàn nha anh em, bạc rít ác ron chân lòng romilat. Thì cái bộ này thì nó vẫn là giống cái trang bên đây thôi, kích thước giống nhau, chỉ khác cái chỗ đường kính bê tông thôi. Đường kính bê tông này là trái 60 ly đó. Lồng này nó sẽ sử dụng được cho những cái dòng xe là Future 125, Quay Y 125 đời mới, MFX hoặc là những cái dòng xe Future Neo vẫn được. Nhưng mà cái lồng này á, khi anh em đưa vô Future Neo Vinh Viên, cái lồng này nó ngắn hơn lồng Future Neo nha, như vậy thôi. Còn vị trí bù lông tại mấy ốc này nó giống hoàn toàn Future Neo bình thường. Nhưng mà mình bán là mình phải nói rõ, tư vấn cho kỹ thuật. Còn ví dụ cái lồng Future Neo á, là ở đây nó sẽ không có cái bánh để gắn bánh xe lồng, và nó ở đây nó sẽ có một cái chỗ để mình gắn cái tăng cam đầy lên cái thằng lằn sinh cảm đây đó. Rồi full bộ này mình bán là 650 một bộ và miễn phí cho hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu có liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Lồng Future 125 trái 57 trái 60, đồng giá full bộ là 650 một bộ.